Live Show Bài Hát Việt tháng 12 đã sẵn sàng trình làng cùng 9 ca khúc mới sau khi bước ra từ các tập studio Bài Hát Việt hàng tuần với những nhận xét góp ý từ các nhà cố vấn và nhà sản xuất âm nhạc, nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, nhạc sĩ Quốc Bảo, Đức Chí, Nguyễn Hải Phong, Thanh Tâm, Thành Vương cùng sự đồng hành của nhà báo Hà Sơn. 9 ca khúc với một diện mạo mới, hấp dẫn và hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả. Live Show Bài Hát Việt tháng 11 diễn ra vào ngày 27 tháng 11 vừa qua tại Nhà hát Quân đội Thành phố Hồ Chí Minh đã thỏa lòng mong đợi và sự hưởng ứng nhiệt tình của người yêu nhạc, những khán giả luôn trung thành ủng hộ cho Bài Hát Việt suốt những năm vừa qua. Mỗi ca khúc, một thông điệp, một câu chuyện cùng gặp nhau trên sân khấu Bài Hát Việt trong một thực đơn âm nhạc mới mẻ, tạo nên một không gian âm nhạc rực rỡ, đa sắc màu và đã nhận được những phản hồi tích cực từ phía nhà chuyên môn cũng như báo giới. Nhìn chung là tháng này chúng ta có rất nhiều bài hát hay, tiết âm nhạc thật là đặc sắc từ cái cách phối khí, từ các lối trình diễn trên sân khấu và cách ban nhạc chơi trên sân khấu. Cái ngôn ngữ rất là mới mẻ, hiện đại và có một cái cá tính rất là riêng biệt. Mini Show tháng 11 tiếp tục vinh danh một nhạc sĩ đã gắn bó, trưởng thành từ chương trình Bài Hát Việt, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Đầy cảm xúc với Ba Kể Con Nghe, chất nhất tâm sự và trải nghiệm với Bàn Tay Trắng, Góc Tối hay Dòng Thời Gian, hay Mềm Mại với Đường Cong, tất cả tạo nên một Nguyễn Hải Phong cá tính đầy biến hóa trong âm nhạc. Kết thúc 9 phần dự thi, hội đồng thẩm định đã có ngay buổi họp kín để tổng kết số điểm, đưa ra nhận định và đánh giá để tìm ra chủ nhân của những giải thưởng trong Live Show Bài Hát Việt tháng 11. Giải thưởng bài hát ấn tượng do khán giả bình chọn dành cho ca khúc Bài Ca Lãng Du, một sáng tác của Sơn Thạch. Nguyễn Hải Yến đánh dấu sự trở lại của mình bằng giải thưởng ca sĩ thể hiện hiệu quả do hội đồng thẩm định bình chọn. Yến cảm thấy rất là vui và rất là vinh dự cũng như là rất là vinh hạnh bởi vì khi mình nhận được giải thưởng của chương trình Bài Hát Việt là một giải thưởng rất là uy tín mà nhiều năm suốt cả một thời sinh viên Yến vô cùng yêu mến chương trình này. Ban nhạc Hạc San nhận được giải thưởng phối khí hiệu quả cho ca khúc Sét Đánh Ngang Trời. Đây là một điều rất là bất ngờ, là một cái giải phối khí mà cũng là một phần rất là ý nghĩa với ban nhạc khi mà ban nhạc đang có rất là nhiều dự định trước mắt và chúng tôi rất là cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Xin cảm ơn chương trình Bài Hát Việt. Và giải thưởng bài hát của tháng thuộc về ca khúc Mùa Đông của do nhạc sĩ Đinh Mạnh Ninh sáng tác. Đây là một cái niềm vui rất là lâu rồi Ninh mới có lại và thậm chí cái niềm vui này còn to lớn hơn những lần trước, bởi đây là một cái bài hát rất là ý nghĩa với Ninh. Và ngay bây giờ xin mời khán giả thưởng thức lại giải thưởng ca khúc của tháng, ca khúc Mùa Đông.
gió về, anh nhớ người yêu xưa cũ. Từng cơn gió bấc cuốn theo gót chân anh lặng thầm. Vài lần hẹn nhau dưới hiên heo may cuối mùa, áo khoác vội vàng xuống phố. Một đôi tay rơi ấm đôi tay những ngày lạnh giá. Anh nhớ ngày mình có nhau, mùa đông khẽ vương nhẹ lên tóc dài, hơi ấm cho người anh thương. Đến nay tình yêu đã xa, người xa cánh xa. Anh góp gom những cho tàn đông cũ, dù tình mùa đông, dù người mùa đông, dù từng con phố đã vắng bóng em, ngủ đi từng đêm trắng. Thôi đừng mong nhớ, mùa đông xưa đã theo em về chốn nào xa vời. Một mùa có em có em, một mùa anh không thể nào quên. Những phố cửa nơi vắng em. Một mùa có em có em, giấc mơ mùa đông. Một ngày mùa đông rét căm, anh đắm trong mơ sương khói. Tình yêu đã hết, đường về dài thêm nỗi cô đơn cứ theo anh từng ngày. Hà Nội một căn gác bên mái hiên siêu vẹo, ký ức mùa đông ấm áp. Mùa đông ta đã có nhau đã từng. Tất cả quý vị và các bạn, bài hát của tháng 11, bài hát mùa đông do chính tác giả Đinh Mạnh Ninh vừa thể hiện đã mở màn cho live show tháng 12 của chương trình Bài Hát Việt 2014. Xin được cảm ơn Đinh Mạnh Ninh cùng hai nghệ sĩ múa Thảo Ngân và anh Hảo. Thưa quý vị, chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng của năm 2014, chỉ còn vài ngày nữa thì chúng ta sẽ đón năm mới 2015. Và ngày hôm nay cũng chính là live show cuối cùng của chương trình Bài Hát Việt. Và như vậy chúng ta sẽ chỉ còn 9 ca khúc dự thi nữa là Bài Hát Việt 2014 sẽ khép lại. Ca khúc nào sẽ đoạt ngôi vị cao nhất trong buổi tối ngày hôm nay và lọt thẳng vào đêm chung kết, chúng ta sẽ cùng chờ xem. Còn bây giờ quý vị hãy cùng cổ vũ cho 9 ca khúc dự thi. Sáng ngày mai, hội đồng thẩm định của chúng tôi sẽ bầu chọn những ca khúc còn lại lọt vào đêm chung kết. Và đêm chung kết của chúng tôi sẽ được truyền trực tiếp vào ngày 22 tháng 1, cũng như lễ trao giải được diễn ra vào ngày 23 tháng 1 năm 2015. Chúng ta hãy cùng chúc cho các ca khúc dự thi đạt được những phần biểu diễn hay nhất trên sân khấu ngày hôm nay, và cũng chúc cho hội đồng thẩm định sẽ làm việc thật thành công trong buổi tối ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón hội đồng thẩm định của chương trình. Xin chào đón nhạc sĩ Quốc Trung, nhạc sĩ Huy Tuấn, nhà báo Minh Đức, nhạc sĩ Việt Anh, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, nhạc sĩ Đức Trí và nhạc sĩ Đỗ Bảo. Thưa quý vị, như chúng ta đã biết, bên cạnh những bài hát của tháng lọt thẳng vào đêm chung kết thì hội đồng thẩm định cũng sẽ chọn ra những bài hát xuất sắc nhất trong chương trình này để tham dự đêm chung kết. Rất có thể những bài hát này sẽ là những bài hát được chính quý vị bình chọn. Vậy thì còn chờ gì nữa, quý vị hãy cùng bình chọn những bài hát trong chương trình ngày hôm nay và sẽ có cơ hội nhận được một smartphone Line 504M của thương hiệu Mobistar tài trợ cho chương trình. Cách thức bình chọn rất đơn giản, quý vị hãy soạn tin nhắn BHAT, viết tắt của bài hát ấn tượng, dấu cách, mã số bài hát và gửi đến 7357. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón ban nhạc của chương trình. Phần gian dựng, nhạc sĩ quen thuộc Hoài Sa. Một nhân vật rất quen thuộc đang đứng cạnh Hoài Sa đó là Thanh Tâm. Keyboard Minh Hoàng, Nguyễn Hữu và Minh Quân. Guitar Dũng Đà Lạt. Bass Thanh Tân. Trống Huỳnh Phúc. Percussion Bảo Hiếu. Và dĩ nhiên không thể thiếu đàn dây Sài Gòn Mới. Và nhóm về Cao Đi Đất. Và bây giờ chúng ta sẽ hồi hộp đến với phần những ca khúc dự thi. Bài đầu tiên sẽ đến từ một tác giả quen thuộc, Nguyễn Anh Vũ.
xin chào quý vị khán giả của chương trình Bài Hát Việt. Mình là Nguyễn Anh Vũ. Rất vui vì được quay trở lại với chương trình Bài Hát Việt trong tháng 12 này. Có lẽ là một cái dịp rất tình cờ, bởi vì là tháng 12 năm ngoái thì mình cũng đã tham gia chương trình Bài Hát Việt với ca khúc Phố Trong Mưa do Thủy Trinh thể hiện. Còn bài hát mới lần này mình tham gia với một bài hát mới cùng với một tác giả nữa, và người đấy chính là vợ của mình. Xin chào tất cả các quý vị khán giả đang xem truyền hình. Mình tên là Lê Hoàng Mai. Công việc hàng ngày của mình thì cùng nhau sản xuất âm nhạc. Mình nhận nhiệm vụ là viết nhạc, còn vợ mình thì viết lời bài hát của mình và tụi mình cùng nhau chỉnh sửa để hoàn thành một ca khúc. Đến với Bài Hát Việt lần này, tôi mang đến bài hát Chuyện Bây Giờ Mới Kể. Ca khúc được lấy cảm hứng từ chính bài hát Phố Trong Mưa và giọng ca của Thùy Chi. Tôi đề cử cái bài hát Chuyện Bây Giờ Mới Kể của Nguyễn Anh Vũ. Đây là một cái nỗi nhớ rất hợp với cái âm nhạc về tình yêu. Cái bài hát này là viết rất là trẻ, nhưng tôi nghe có những cái âm hưởng rất là dân gian. Tôi ấn tượng với cái hình ảnh trong cái bài hát này. Một hình ảnh rất là giản dị và gần gũi với những người mà đã từng ở những cái làng quê rồi đi xa và nhớ về nó. Anh Vũ có nói là chọn Thùy Chi thì tôi nghĩ rằng đây là một sự lựa chọn cũng rất phù hợp. Thùy Chi đã từng hát cũng khá nhiều ca khúc thế này rồi. Có vẻ như cái người sáng tác cái ca khúc này họ đang rất là hạnh phúc, có một cái nhìn tươi mới trong cuộc sống. Tôi cảm nhận được đâu đó cái niềm vui được gieo lên có thể nho nhỏ của một cặp tình nhân chia sẻ với mọi người, hy vọng vào những điều tươi sáng và bình an trong một cuộc sống mới. Giấc mơ chưa vẫn dù từng ngày ở.
hiện đang làm công việc phối khí sáng tác ca khúc piano tại studio của nhạc sĩ Hải Phòng. Ngay từ những buổi đầu phối khí thì mình đã chọn cái phong cách của mình là ballad nhẹ nhàng rồi. Cái nhạc mang đến cho tôi rất là nhiều thứ, là một cái phương tiện để tôi truyền tải cảm xúc và tình cảm của mình. Lần đầu tiên đến với bài hát Việt cảm giác là thú vị và cảm thấy thích vì được giới thiệu cái ca khúc của mình. Giấc mơ ngày mưa là một ca khúc ballad lãng mạn, nhiều cảm xúc. Đây là một cái thể loại mà tôi rất thích từ lâu rồi. Ca khúc nói về cái cảm xúc của một người đang yêu. Khi yêu thì họ muốn trân trọng và nâng niu những cái cảm xúc của quá khứ, nhưng mà có một cách nhìn hướng vào tương lai rất tích cực, lạc quan. Đây là một bài hát rất là lãng mạn và của một tác giả trẻ và có cái nhìn khá yêu đời, ngay cả những cái sự chia xa mất mát. Giấc mơ ngày mưa của Vũ Minh Tâm cũng là một bài hát rất hay, giai điệu đẹp, thuần pop. Nó là một bài hát có dấu ấn, có bàn tay của người có chuyên môn rất là sâu về âm nhạc. Ngày hôm nay tôi nghe tôi chưa có nhiều cái sự đồng cảm với ca khúc này, nhưng tôi nghĩ rằng là có thể nhiều bạn trẻ họ lại có một sự đồng cảm của mình thì sao. Đây cũng là một cái bài hát mà nghe giai điệu nhẹ nhàng, dễ nghe. Nếu như bài hát này mà giao cho Trung Quân Idol thì lúc đó có khi tôi lại phải nói lại cái cảm nhận của mình. Về với anh trong từng giấc mơ xưa.
đưa ta mãi bên nhau. Hát em nghe về những đêm mưa, hát em nghe bài hát lúc xưa, giữa thanh thản con đường có biết bao vui buồn, bước tiến nơi tình yêu chưa ta. Về với anh trong tình giấc mơ xưa, về với yêu thương còn dành về một giấc mơ trong ngày mưa ta mãi bên nhau. Chào tất cả các bạn, mình là Trần Ngọc Vũ. Đây là lần thứ hai mình tham gia chương trình Bài Hát Việt với tư cách là tác giả. Thì đây cũng là một cái phòng thu mà mình rất là ưng ý. Chủ phòng thu này là một anh bạn rất là chơi cũng rất là thân với mình. Đến với Bài Hát Việt tháng 12 lần này thì xin gửi đến tất cả các bạn vì một cái sáng tác của mình về những cái khung cảnh mà đến những cái tháng này là thường là gặp tai ở miền Trung, về lũ lụt, về bão lụt, thì mình muốn gửi đến những cái tình cảm cũng như là những cái hình ảnh rất là khó khăn của những người dân miền Trung phải gánh chịu, để cho tất cả mọi người qua cái ca khúc này có thể cảm nhận được cái nỗi đau mất mát cũng như là cái sự cố gắng của người dân khi mà phải vượt qua những cái cảnh khó khăn thiên tai trong cái thời bão lũ. Tôi đề cử bài hát Nước Mắt Mùa Bão của Vũ và chương trình Bài Hát Việt. Đây là một bài hát nói về vấn đề này, tài về sự mất mát, thế nhưng mà không bi lụy hay đau khổ. Về tổng thể thì nó cũng khá là có tình cảm, có cái sự xúc động. Để hát bài này, nó không nhất thiết phải là sự than vãn quá nhiều hoặc là kỹ thuật quá nhiều. Sẽ hát như kể chuyện, hát như nói, hát như rất là đời thường thì sẽ tốt hơn. Tôi nghĩ rằng là Vũ sẽ là người mà thể hiện tốt nhất bài hát này. Và tôi hy vọng là Vũ sẽ có một phần trình diễn rất là tốt khi mà cậu ấy hát live. Chẳng mưa lên là gió đông đưa mái nhà, và ôi ôi mặt nước sao cao ngất trời. Oh, một cơn bão ghé qua ngôi làng, và lốc xoáy đã cướp đi cuộc sống. Oh, ôi giờ đây từng tiếng than van vô vọng, chỉ mong sao ngày tháng trôi nhanh được thấy ánh mặt trời. Oh, 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 oh. Cánh đồng xanh nhiều năm qua với bao hy vọng vẫn luôn mong chờ vào ngày mai, mà thiên tai có đâu ai ngờ cuối khi gia đình em bé thơ. Từng giọt nước mắt lăn ra, và đời khổ đau triền miên.
ôi giờ đây từng tiếng than van vô vọng, chỉ mong sao ngày tháng trôi nhanh được thấy ánh mặt trời. Chờ vào ngày mai mà thiên tai có đâu ai ngờ cuốn đi gia đình em bé thơ, từng giọt nước mắt lăn dài và đời khổ đau triền miên, thế giới đang chìm trong một bóng tối vô hình, ánh sáng bình minh giờ nơi đâu. Cho mai em thơ được cắp sách đến trường để xóa đi hết buồn đau. Với bao hy vọng vẫn luôn mong chờ vào ngày mai, mà thiên tai có đâu ai ngờ cuốn đi gia đình em bé thơ. Chờ vào ngày mai mà thiên tai có đâu ai ngờ cuốn đi gia đình em bé thơ. Đang theo dõi live show tháng 12 của chương trình Bài Hát Việt 2014. Cho đến lúc này, khi mà live show cuối cùng của năm đang diễn ra thì chúng tôi vẫn nhận được những sự đóng góp và sự gửi bài từ rất nhiều các tác giả gửi về cho chương trình. Và thay mặt cho ban tổ chức của chương trình này, xin được gửi lời cảm ơn đến những đóng góp rất nhiệt tình và sự ủng hộ của tất cả các tác giả trong thời gian vừa qua. Trong 9 live show của chúng tôi chỉ có 81 bài hát được các cố vấn lựa chọn đưa vào trong live show. Nhưng chúng tôi cũng hy vọng rằng những tác giả chưa có bài hát được lựa chọn vẫn sẽ tiếp tục tham gia sân chơi này, bởi vì tất cả các sáng tạo cho âm nhạc của các bạn luôn luôn được các nhà chuyên môn và khán giả trân trọng. Còn bây giờ quay trở lại với live show, chúng ta sẽ gặp lại một tác giả đã rất nhiều lần gửi bài đến cho chúng tôi và cũng rất nhiều lần nhận được giải thưởng của chương trình này, đó chính là Phạm Hải Âu. Mình là Phạm Hải Âu, mình sinh ra và lớn lên ở thành phố Đà Lạt. Hiện tại mình đang học tập và làm việc ở Sài Gòn. Vì mình ở Đà Lạt cho nên là các bạn có thể nghe những sáng tác của mình, có thể thấy là nó có chút gì đó Đà Lạt ở trong đó. Cho nên đa phần những sáng tác mình thì nó nhẹ nhàng và nó viết về tình yêu, tình cảm, gia đình. Lần này tôi quay trở lại sân chơi bài hát Việt với ca khúc Như Giọt Sương Rơi, nhạc sĩ Tâm Vinh Phước Thi. Cái hình ảnh của tôi cũng so sánh ở đây là so sánh với giọt sương. Cái hình ảnh giọt sương khi mà rơi chạm xuống cái đáy thì nó sẽ vỡ tay. Đây là bài hát rất là độc đáo và có nhiều ưu điểm. Từ ca sĩ đến lời hát đến bài phối và giai điệu được kết hợp rất chặt chẽ với nhau từng chi tiết một. Tất cả những điều này cộng hưởng lại thì tạo nên một cái không gian rất là riêng và đặc biệt cho cái bài hát. Giai điệu không có quá cầu kỳ nhưng nó bài bản,
khúc thức, cấu trúc và cách phát triển cái motif, giai điệu cũng như là đặt lời trong bài hát này cũng rất là chỉnh chu, rất là dễ nhận diện ra Phạm Hải Âu. Cá nhân tôi thì tôi vẫn chờ đợi và hy vọng đây sẽ là bài hát của tháng. Bài hát sẽ được nhiều người cảm nhận, đồng cảm. Quý vị khán giả của chương trình Bài Hát Việt, tôi là Tạ Quang Thắng. Cũng rất là lâu rồi tôi mới có dịp quay trở lại Bài Hát Việt. Tôi luôn muốn Bài Hát Việt sẽ là cái sân khấu đầu tiên mà tôi giới thiệu những tác phẩm của mình tới khán giả. Và đây là một dịp rất là vui để tôi có thể quay trở lại Bài Hát Việt và giới thiệu một trong những ca khúc của mình. Ca khúc mang tên là Duyên, cũng nằm trong album Một Tôi Rất Mới mà tôi mới phát hành cách đây chỉ có một tháng thôi.
Ca khúc này thì mang một chút thay đổi nho nhỏ của tôi, một chút mới của tôi đối với công chúng. Khi mà mọi người đã quen với hình ảnh của Tạ Quang Thắng hay hát những cái bài hát mang đề tài xã hội, về cuộc sống, về những cái điều rất là giản dị trong cuộc sống hàng ngày, tôi cũng muốn là một ngày nào đó có một chút thay đổi để hát về tình yêu, để cho quý vị khán giả biết rằng là Tạ Quang Thắng có rất là nhiều cái góc nhìn về cuộc sống. Tôi đề cử cái bài hát Duyên của Tạ Quang Thắng vào chương trình ấy. Ở đây là một cái bài viết về tình yêu rất là đẹp, khúc thức là rất là khúc chiết, đoạn 1, đoạn 2 rõ ràng nhưng nó lại tả được cái tình cảm của tác giả. Tạ Quang Thắng với ca khúc này đã có những cái sự thay đổi, làm ra một cái không khí âm nhạc nó khác đi. Nó cũng tạo ra được một cái màu sắc, trạng thái nghe nhạc khác, rất hay. Vẫn cái cách viết đó và cách hát của Tạ Quang Thắng cũng không thể nào mà lẫn đi đâu được. Tôi nghĩ rằng là cái câu chuyện tình yêu mà Tạ Quang Thắng viết chưa phải là một cái vết thương lòng quá lớn với cậu ấy hoặc cậu viết cho một ai đấy, cho nên là nó chỉ đạt ở cái mức độ rằng là người nghe cũng có những cái cảm xúc khi nghe, nhưng người ta vẫn chưa thấy được cái chiều sâu trong những cái lời ca để mang lại một cái cảm xúc nó mạnh mẽ hơn. Rồi cách xa, rồi cách xa.
duyên đưa lối đôi ta gần bên nhau. Ô biết đâu, ô biết đâu. Mình là Lưu Quang Trung, đây là lần thứ hai mà mình tham gia chương trình Bài Hát Việt. Và đến với live show lần này thì mình gửi đến cả các bạn một sáng tác rất là đặc biệt, khi mà đây không chỉ là sáng tác của riêng mình mà mình có sự trợ giúp của hai người bạn nữa. Quá trình sáng tác các khúc Hoàng Hôn Bên Em nó là một quá trình khá là dài, khi mà Trung là phần là người lo về phần giai điệu cũng như là hòa thanh của các khúc, còn về phần ý tưởng và phần ca từ thì An là người đảm nhiệm. Tuy nhiên thì khi mà hoàn thành ca khúc, Trung và An gửi ca khúc đó vào Sài Gòn cho một người bạn nữa tên là Huỳnh Quốc Huy, và anh Huy chính là người đã hoàn thiện tất cả các công đoạn còn lại của bài hát, đặc biệt là phần điệp khúc của ca khúc. Tôi đề cử cái bài hát Hoàng Hôn Bên Em thì là nó cũng là một ngôn ngữ hết sức là trẻ trung, và tôi thấy cái sự chuyển điệu ấy là một cái kỹ thuật mà cậu ấy có, cũng có những cái yếu tố về tiết tấu rất là hay đấy. Nhưng mà cái phát triển để thành một cái tác phẩm hoàn chỉnh thì tôi nghĩ có lẽ phải nghiên cứu. Tôi có ấn tượng với cái phần đầu của bài hát này của Lưu Quang Trung. Tôi thấy Lưu Quang Trung đã có những cái mới và cái sự trưởng thành hơn trong cách viết của mình, có chất hơn. Tuy nhiên nó vẫn bị một số những cái sạn về cái tuyến đi của giai điệu, rồi là cái sự logic của hòa âm. Khi mà Trung viết ca khúc này thì người ca sĩ mà Trung nghĩ thích hợp nhất chính là anh Đinh Mạnh Ninh. Nếu như cái bài này mà trao cho Đinh Mạnh Ninh, tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ biến nó thành một cái bản tình ca viết về tình yêu, có cái sự chờ mong và rất là hiện đại, văn minh. Và rất là hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ cho những sáng tác tiếp theo của Trung cũng như là ekip của Trung. Gần bên em chung bước trên bờ cát, làn tàu gió tung bay mang mùi hương ngất ngây. Chiều dần buông anh ấm áp khi gần em, lắng nghe sóng đong đưa xô bờ, và chỉ còn đôi ta kề bên. Người hay nói những lời yêu trong tim mình. Gần bên em, anh viết lên bao lời ca. Từ vai anh, lắng nghe sóng đung đưa khung trời xanh. Cánh tay mình rộng dài ôm lấy nhau nồng nàn, nghe biển hát lời yêu ấy trao em, chẳng phải dù qua tháng năm, nguyện sẽ mãi yêu em trọn đời và nguyện chờ che em người ơi. Dù ngày mai tuổi xuân sẽ trôi không ngừng, dù chỉ có nhau trong đời, chờ hoàng hôn. Thank you.
chiều hoàng hôn nắng ấm gió đưa nhẹ. Gần bên em chung bước trên bờ cát, làn tàu gió tung bay mang mùi hương ngất ngây. Chiều hoàng hôn lòng ngày ấm áp khi gần em. Lắng nghe sóng đông đưa xô bờ và chỉ còn đôi ta kề bên. Người hãy nói những lời yêu trong tim mình. Gần bên em anh viết lên bao lời ca. Đưa vai anh lắng nghe sóng đung đưa khung trời xanh. Cánh tay mình rộng dài ôm lấy nhau nồng nàn. Cùng nhau đi về nơi yêu thương. Lắng nghe biển hát sẽ nắm tay em trọn đời và nguyện chở che em người ơi. Dù ngày mai tuổi xuân có trôi không ngừng sẽ vẫn mãi có nhau trong đời. Nhìn hoàng hôn dài ôm lấy nhau nồng nàn. Cùng nhau đi về nơi yêu thương. Lắng nghe biển hát lời yêu ấy trao em. Chẳng phải dù quá tháng năm nguyện sẽ nắm tay em trọn đời và nguyện chờ che em người ơi. Dù tuổi xuân ngày mai có trôi không ngừng sẽ vẫn mãi có nhau trong đời. Dù tuổi xuân ngày mai có trôi không ngừng sẽ vẫn mãi có nhau trong đời. Nhìn hoàng quý vị thân mến, ba bài hát từ những tác giả rất quen thuộc với chương trình Bài Hát Việt. Cả ba bài hát đều khá nhẹ nhàng và tình cảm, tuy nhiên mỗi bài lại mang đến cho ta một chất rất là riêng. Phạm Hải Âu gửi đến một bài hát tương đối mới so với những sáng tác trước đây của anh. Duyên của Tạ Quang Thắng làm nổi bật chất mộc với chỉ riêng giọng ca và phần đệm đàn đầy kỹ thuật của Doãn Việt Dũng. Nhóm tác giả Lưu Quang Trung, Trương Văn An và Huỳnh Quốc Huy đã gửi đến một ca khúc tình cảm với chất nhạc được nhiều bạn trẻ yêu mến. Quý vị hãy đừng quên mã số của những bài hát này để bình chọn cho phần bài hát ấn tượng trong live show. Còn bây giờ quay trở lại với phần dự thi. Chúng ta sẽ chỉ còn 3 ca khúc cuối cùng trong năm 2014. Và đó sẽ là ca khúc nào? Chúng ta sẽ được gặp gỡ tác giả Hoàng Anh Tuấn cùng giọng ca đầy nội lực của ca sĩ Phạm Anh Khoa trong Giấc Mơ Em Kể. Xin kính chào quý vị và các bạn. Tôi là Hoàng Anh Tuấn. Rất là lâu rồi, khoảng 2 đến 3 năm tôi mới được có cơ hội quay trở lại với sân khấu Bài Hát Việt. Cái công việc hiện tại của tôi là công việc hòa âm phối khí, sản xuất và thu âm cho ca sĩ. Đến với chương trình Bài Hát Việt lần này thì tôi sẽ mang tới cho chương trình ca khúc Giấc Mơ Em Kể. Đây là một ca khúc tôi ấp ủ từ lâu về cái ước mơ và những cái giấc mơ của một cô bé nói riêng và những người đi xa quê hương nói chung. Có một cái quê hương thì ai cũng có những cái kỷ niệm rất là đẹp từ thuở nhỏ ở quê hương của mình. Thì tôi cũng như thế, quê hương của tôi là vùng đồng bằng Bắc Bộ. Có những cánh đồng lúa chín thơm ngát, có cánh cò, có bờ đê, có cây đa giếng nước sân đình. Đó là những cái điều mà nó luôn khao khát trong tôi được quay trở lại
một ngày thôi về với cái tuổi thơ của mình để tôi được sống lại những cái ngày tháng đẹp như thế. Tôi đề cử bài Giấc mơ em kể của tác giả Hoàng Anh Tuấn. Tôi ấn tượng với bài hát này là đây là một cái ca khúc mà được viết theo cái thể loại country rock rất là tươi sáng, hồn nhiên, ý tứ của lời ca bay bổng nhẹ nhàng. Lâu rồi chúng ta cũng không có những cái ca khúc mà mang cái hơi hướng country đẹp được như vậy. Tâm nghĩ là những cái ca khúc này thì cũng nên phát triển nhiều hơn để con người Việt Nam mình có được cái cảm giác khi mà phiêu lưu đây đó. Tôi nghĩ rằng là Giấc mơ em kể là một bài hát dễ nghe, nó không có cái cách viết trúc trắc, nghe cũng thấy vui vui. Nếu như cái bản nhạc này mà được phối khí nó khác hẳn đi, nó có tiết tấu nhanh hơn, dứt khoát, nó không còn là đều đều bình bình, biết đâu nó lại là một cái sự thay đổi và lúc đó tôi sẽ có một cái sự suy nghĩ khác. Chim nghiêng trên bông lúa thơm đón ánh nắng ban mai đang về, nhẹ bàn chân cùng giao bước qua mùa dấu yêu. Những khúc hát vẫn còn đâu đó, à ơi dù còn sớm chưa, thoáng phút trong em quên phố phường, trở về đây nhẹ bàn chân tìm về xa xưa, lũy tre con sông bờ đê. Để rồi quên đi bao muộn phiền, quên đi ngày dài ưu tư mệt nhoài, để rồi sống với những kỷ niệm ngọt ngào ngày thơ tung tăng vui đùa. Cho em gấp tiếng cười, cho em bay vút cao lên trời sao. Gió khẽ hát giữa mùa thơm ngát, con chim nghiêng trên bông lúa bàn chân cùng giao bước qua mùa dấu yêu. Những khúc hát vẫn còn đâu đó, à ơi dù còn sớm chưa, thoáng phút trong em quên phố phường, trở về đây tìm lại em tuổi thơ xa xưa, lũy tre con sông bờ đê. Để giờ quên đi bao muộn phiền, quên đi ngày dài để rồi sống với những kỷ niệm ngọt ngào ngày thơ tung tăng vui đùa. Cho em gắn tiếng cười, cho em bay vút cao lên trời xa. Rồi quên đi bao muộn phiền, quên đi ngày dài ưu tư mệt nhoài, để rồi sống với những kỷ niệm ngọt ngào ngày thơ tung tăng vui đùa. Cho em cất tiếng cười, cho em bay vút cao. Để rồi quên đi bao muộn phiền, quên đi ngày dài ưu tư mệt nhoài, để rồi sống với những kỷ niệm ngọt ngào ngày thơ. Cho em bay vút cao.
chào quý vị khán giả, tôi là Trần Nhật Hà. Hiện nay thì tôi đang công tác tại báo Doanh Nhân Sài Gòn cuối tuần. Mặc dù công việc chính là viết báo nhưng mà niềm đam mê lớn nhất của tôi vẫn là âm nhạc. Hàng ngày tôi vẫn tập đàn và tôi vẫn tập những bài hát. Và khi có cảm hứng gì trong cuộc sống thì tôi luôn tìm cách mà viết xuống và để viết những bài hát dành cho mình. Mới đầu thì tôi viết những bài hát chỉ dành cho mình mà thôi. Nhưng mà sau đó thì tôi cũng cảm thấy muốn được chia sẻ cái niềm cảm hứng của mình đến với nhiều người hơn. Tôi đã dự thi công ty Đường Bài Hát Việt lần này. Theo mình, âm nhạc là một cái cảm xúc rất là riêng, là một cái tài sản riêng của mỗi cá nhân. Những cái tài sản riêng đó có đôi khi, có những lúc mình có thể đem ra chia sẻ với mọi người, nhưng mà cũng có những lúc mình phải giữ lại cho mình để giữ trọn vẹn những cái cảm xúc đó. Ca khúc Có Đôi Khi được viết về tâm trạng của một cô gái. Đây là một người con gái mong muốn được yêu thương, nhưng bên cạnh đó cô vẫn còn những cái lo lắng và e ngại khi bước vào tình yêu. Tôi chọn bài hát Có Đôi Khi của Trần Nhật Hà. Trần Nhật Hà là một gương mặt mới có lẽ là chưa xuất hiện bao giờ. Cô ấy có học môn hòa thanh cùng với tôi. Và tôi có một lần nghe cô ấy hát cho tôi nghe bài hát này. Và tôi chính là cái người đã đề cử cái bài hát này vào Bài Hát Việt lần này. Tôi nghĩ là cái bản phối này chỉ có thể là làm cho nó dày dặn hơn thôi, chứ không nên làm thay đổi. Tôi vẫn nghĩ là cái bản phối này nó nên được gần như là giữ nguyên. Chỉ cái quan trọng là cái người hát thôi. Người hát có làm ra cái chất mà cái người tác giả muốn truyền tải đấy hay không vậy? Nói khi xin được
Xin chào quý vị khán giả truyền hình đang theo dõi chương trình Bài Hát Việt. Mình tên là Vũ Khắc Tuận và đây là lần đầu tiên mà mình tham gia chương trình này với tư cách là một tác giả. Trước đây Tuận cũng là một ca sĩ, Tuận có hát chung với một nhóm nhạc. Bây giờ thì sau đấy Tuận thấy rằng cái tính cách của mình nó phù hợp hơn với là một người sản xuất. Cho nên Tuận đã mở một cái phòng thu âm và phối khí cho ca sĩ. Tuận còn thực hiện những video clip cho các ca sĩ trẻ. Tuận cũng rất hay đi chụp hình và quay phim. Nói về ca khúc lần này tham gia Bài Hát Việt thì cái bài của Tuận lúc mà viết thì lại viết cho phim. Cho nên cái bản phối và những cái ca từ đôi khi nó nặng nề, nó theo cái tâm lý của nhân vật trong phim. Các nhạc sĩ đàn anh như là anh Thanh Tâm rồi nhạc sĩ Quốc Bảo đã chỉnh sửa cho mình một chút về ca từ, về bản phối để cho nó gần gũi hơn với khán giả, nó nhẹ nhàng hơn và trẻ trung hơn. Tôi đề cử vào Bài Hát Việt ca khúc Thôi Về Đi của tác giả Vũ Khắc Tuận. Đây là một cái bài hát mang cái tâm sự người trai trẻ sau khi đã bươn trải với đời ấy, thì cảm thấy là mình như là hơi bị lệch hướng, do đó muốn quay về. Tâm cũng đã từng nghe một số cái ca khúc của cái nhóm ngày xưa của Khắc Tuận trình bày thì thực ra thì cũng tạo cho Tâm được cái ấn tượng tốt. Cái bài hát này thì nó lại mang theo một cái xu hướng hoàn toàn khác với lại những cái gì mà Tâm tưởng tượng, cho nên Tâm cũng cảm thấy rất là thú vị. Bài hát này tôi thấy rằng là có khi nó chỉ cần thay đổi về cái người thể hiện thì nó cũng sẽ làm cho một cái bài hát có thể là mình chưa ấn tượng nhiều ở trong lần đầu nghe, nhưng nó có thể làm cho mình thay đổi cái suy nghĩ về những cái màu sắc của nó để mình có thể cảm nhận và cảm thụ nó dễ hơn. Những chuyến xe đời vẫn lăn bánh lên hồi, những vết lăn chầm vẫn còn lặng quay đều. Ta còn trông chờ gì, ta còn mơ ước gì, đừng hỏi tại sao ta đổi thay. Những khát khao xưa, những mơ ước hôm nào sao nay đã nhuộm một màu đen trầm. Thôi xin hãy quay về cho qua hết lỗi lầm, mẹ già con ngồi trông bên mái hiên đó. Thôi về đi còn trông chờ chi, những chuyến xe còn đang ngày đêm chạy xoay khuất vào vòng xoáy cuộc đời, người còn gọi ta về. Đêm dài sẽ còn bao trùm ta, ôm lấy ta vì ta còn đang chìm trong những u mê ngọt ngào. Hay là men rượu đã chầm vẫn còn lặng quay đều. Ta còn trông chờ gì, ta còn mơ ước gì, đừng hỏi tại sao ta đổi thay. Những khát khao xưa, những mơ ước hôm nào sau nay đã nhuộm một màu đen. Thôi xin hãy quay về cho qua hết lỗi lầm, mẹ giờ còn ngồi trông bên mái hiên đó. Thôi về đi còn trông chờ chi, những chuyến xe còn đang ngày đêm chạy xoay cuốn vào vòng xoay cuộc đời, người còn gọi ta về.
trong những bế ngọt ngào hay là men rượu đó. Thôi về đi còn trông chờ chi, những chuyến xe còn đang ngày đêm chạy rơi cuốn vào vòng xoay cuộc đời, người còn gọi ta về. Đêm dài xe còn bao chúng ta, ôm lấy ta vì ta còn đang chìm trong những các bạn thân mến. Như vậy là 9 ca khúc dự thi cuối cùng của năm 2014 đã khép lại. Bên cạnh tôi lúc này là nhà báo Hà Sơn, người đã đồng hành cùng chương trình trong suốt một tháng vừa qua. Hôm nay ngồi tại sân khấu của Nhà hát Quân đội Thành phố Hồ Chí Minh thì chị cảm giác như thế nào, nhận xét chung về live show này cũng như Bài Hát Việt cả năm 2014? Xin chào anh và chào quý vị khán giả. Tôi phải bày tỏ một cái cảm giác rất là vui mừng và rất là xúc động, bởi vì là khi mà nghe các ca sĩ hát live thì tôi thấy là hoàn toàn khác với những gì tôi đã nghe những cái bản thu âm trước đó. Và có những bài hát mà tôi cảm thấy rằng với những cái bàn tay mà làm những nhà sản xuất cũng như là với cái lửa của các ca sĩ đã truyền cho tôi một cái cảm xúc rất là mạnh. Và tôi thấy rằng tôi nếu mà được nói lại những lời bình luận, có lẽ tôi sẽ phải nói tốt hơn và nói nhiều những điều xúc động hơn dành cho các ca sĩ thể hiện cũng như là những cái tác giả đã sáng tác những bài hát. Chị thấy chủ đề trong chương trình này như thế nào? Live show lần này cũng rất là giống những lần trước, đó là có rất là nhiều những bài hát về tình yêu. Với cá nhân tôi thì tình yêu là một biểu tượng rất là đẹp và nó có rất là nhiều ý nghĩa. Cảm nhận về tình yêu thì rất là dễ. Tôi nghĩ là nhiều người cũng giống như tôi sẽ có những cái cảm nhận của mình. Nhưng để viết về tình yêu thì không hề dễ. Viết về tình yêu trong âm nhạc thì lại còn khó hơn. Và nó đòi hỏi cái người nhạc sĩ phải thực sự là tài năng. Và tài năng thì không phải là có nhiều. Và tôi thấy rằng là theo quan sát của tôi, những bài hát đã được trình diễn trong buổi tối ngày hôm nay cũng như nhiều show trước mà tôi đã theo dõi thì có rất là nhiều bài hát đã chạm đến cảm xúc của tôi, viết về tình yêu và tôi cảm thấy rất là rung động. Nhưng cũng có những nhiều bài hát giai điệu rất là đẹp, khúc thức nhưng mà lời ca thì vẫn chưa được thực sự là hay lắm. Nhưng tôi nghĩ rằng là dù viết về tình yêu hay viết về những đề tài khác thì cái điều quan trọng nhất của một bài hát đó là nó phải chạm vào trái tim của khán giả. Vâng, chị vừa nhắc đến một từ rất hay là chạm vào trái tim khán giả. Vậy thì trong chương trình này chúng ta đang có hai hệ thống đúng không? Một hệ thống do khán giả bình chọn và một hệ thống do hội đồng thẩm định bầu chọn. Vậy thì chị nghĩ có khác biệt nhiều lắm giữa hai hệ thống này không? Tôi nghĩ là khán giả thì đôi khi người ta, cái cảm nhận đến với người ta nó rất là bất chợt. Có thể người ta đang rất buồn, người ta nghe một bài hát, người ta cảm thấy là có sự chia sẻ thì người ta thích. Và không thể, người ta cũng không quan trọng lắm cái việc là cái giai điệu nó phải hay hay nó phải sâu sắc, mà quan trọng là người ta cảm nhận được rằng là nó đang hợp với cái tâm trạng của họ. Nhưng mà những cái người làm nhạc chuyên nghiệp thì những cái điều đó họ có một cái sự khắt khe hơn và họ có rất là nhiều tiêu chí. Và nếu như mọi người theo dõi chương trình Bài Hát Việt thì mọi người đều biết rằng là hội đồng thẩm định đều có những cái tiêu chí của mình để chấm cho những bài hát. Tôi thấy rằng là có một cái tín hiệu rất là vui, đó là những cái tác giả trẻ hay là tác giả đã từng gửi những bài hát tham dự Bài Hát Việt thì họ đều có một cái sự xác định cũng như là một cái tâm thế của mình khi mà mình sáng tác một bài hát để gửi tham dự chương trình Bài Hát Việt. Và tôi thấy là cái khoảng cách giữa cái cảm nhận của khán giả và cái khoảng cách của những cái tiêu chí mà hội đồng thẩm định đưa ra nó rất là gần nhau, và đó là những cái tín hiệu rất là mừng và chúng ta cần phải cổ vũ và khích lệ nhiều hơn nữa. Một câu hỏi rất nhanh nữa thôi, chị thích bài nào nhất trong hôm nay? Tôi thích hai bài được không? Chắc chắn là được ạ. Tôi thích bài Như Giọt Sương Rơi của Uyên Linh hát và bài Giấc Mơ Em Kể của Phạm Anh Khoa thể hiện. Một bài của tác giả Phạm Hải Âu, còn một bài của Hoàng Anh Tuấn. Và một lần nữa chúng ta sẽ cảm ơn nhà báo Hòa Sơn đã đến với chương trình, đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt một tháng vừa qua.
Còn bây giờ, thưa quý vị, chúng ta vừa nhắc đến rất nhiều đến việc bình chọn cho các ca khúc. Đây là một hệ thống rất quan trọng trong chương trình Bài Hát Việt. Vậy thì còn chờ gì nữa, quý vị hãy cùng hướng lên màn hình, cùng xem lại mã số của các bài hát để bình chọn cho đúng những bài hát mà quý vị yêu mến. Hãy bình chọn cho ca khúc Bài Hát Việt tháng 12 năm 2014 với cú pháp BHAT, khoảng cách và số ca khúc gửi về 7357. Và số 73 bài hát Chuyện Bây Giờ Mới Kể của tác giả Nguyễn Anh Vũ. Và số 74 bài hát Giấc Mơ Ngày Mưa của tác giả Vũ Minh Tâm. Và số 75 bài hát Nước Mắt Mùa Bão của tác giả Trần Ngọc Vũ. Và số 76 bài hát Như Giọt Sương Rơi của tác giả Phạm Hải Âu. Và số 77 bài hát Duyên của tác giả Tạ Quang Thắng. Và số 78 bài hát Hoàng Hôn Bên Em của tác giả Lưu Quang Trung. Và số 79 bài hát Giấc Mơ Em Kể của tác giả Hoàng Anh Tuấn. Và số 80 bài hát Có Đôi Khi của tác giả Trần Nhật Hà. Và số 81 bài hát Thôi Về Đi của tác giả Vũ Khắc Tuần. Hãy thể hiện sự quan tâm của bạn với những sáng tác mới của làng âm nhạc Việt Nam. Giải thưởng là một điện thoại smartphone Line 504M của thương hiệu Mobistar. Thưa quý vị và các bạn, trong các mini show của Bài Hát Việt 2014, nhiều nhạc sĩ trẻ với những thành công trên con đường sự nghiệp từ chương trình đã được giới thiệu. Nhiều người trong số họ đã khẳng định tên tuổi của mình với những giải thưởng từ chương trình. Nhiều người trong số họ đã định hình phong cách qua mỗi lần dự thi. Nhưng tôi tin là sẽ chỉ có một người duy nhất đã có được thành công trong chương trình. Và không chỉ vậy, anh còn tìm được tình yêu, một nửa còn lại của anh. Và đó chính là nhân vật chính trong mini show ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng đến với mini show của Nguyễn Duy Hùng. Xuân hồng như nắng, hạ tím như mưa.
cha, mặt đất là mẹ, mặt em trai xoan, mặt tôi chữ địa. Từ pháp ngàn năm núi cao sông dài bác hòa hình nước non. Từ pháp từ tâm nét cong nét thẳng bác hòa người xưa. Cảm ơn Nguyễn Đình Thành Tâm, Vũ đoàn MTE và nghệ sĩ Sáo Trúc Hoàng Anh Tuấn. Và lúc này thì cho phép tôi được mời chủ nhân của mini show lần này sẽ lên sân khấu ạ. Nguyễn Duy Hùng, xin mời bạn. Chào Nguyễn Duy Hùng, hôm nay trông bạn đã khác thời gian đầu tiên rồi nhỉ? Dạ, bạn đừng sợ tôi, bạn ra gần đây. Rồi. Lời đầu tiên thì cho Hùng ôm các khán giả Bán Việt. Cảm ơn các bạn. Thưa quý vị, đây là một sự yêu ái quá lớn đối với Duy Hùng. Trong cái suy nghĩ của Duy Hùng thì anh Tuấn là một người đàn anh, cũng là học nhạc trước Hùng rất nhiều. Như trong tâm niệm của Hùng thì anh Tuấn là một một siêu sao truyền thông của Bán Việt. Đấy là đối với riêng Hùng thì anh Tuấn. Thế bây giờ như thế này, mini show này là về bạn chứ không phải về tôi. Bây giờ thế này, chúng ta vào luôn. Bài Thư Pháp vừa rồi được thể hiện bởi Nguyễn Đình Thanh Tâm là một bài hát mà rất nổi bật của bạn. Từ ca từ đến cách viết cũng như là thể hiện trên rất nhiều sân khấu rồi. Lúc đó tôi nhớ là Nguyễn Dung còn rất trẻ. Tại sao bạn lại có suy nghĩ già dặn hơn anh em cùng trang lứa như vậy? Thưa anh, cảm ơn anh. Lúc đấy thì em vẫn còn trẻ, nhưng mà trong đầu em cũng không biết là có trẻ lắm hay không, nhưng mà em vẫn bây giờ cho em nói lại lần đầu một chút, tại vì là đây là một sự yêu ái rất là lớn của chương trình Bài Hát Việt cũng như khán giả đối với em. Thì sau trong rất hàng mấy trăm nhạc sĩ Việt Nam thì cùng tham gia chương trình này mà lại chương trình cuối cùng thì lại là yêu ái cho em lên, thì đấy là cái niềm vinh hạnh hay là một sự may mắn rất là lớn. Cảm ơn các quý vị khán giả và chương trình Bài Hát Việt. Điều thứ hai là chính vì như vậy cho nên mới có cơ hội để Nguyễn Duy Hùng sẽ cống hiến nhiều hơn hay là viết những tác phẩm mà tốt hơn để cống hiến tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị ạ. Và lúc viết bài Thư Pháp thì bạn bao nhiêu tuổi? Bạn có thể nhớ được không? Bài Thư Pháp lúc đấy thì em nhớ là em viết từ trước chương trình Bài Hát Việt ạ. Trước chương trình Bài Hát Việt, nhưng mà không nhớ lúc đấy bao nhiêu tuổi. Thường là em nhìn những con số là em không nhớ những con số, em mù tịt những con số ạ. Thế bạn nhớ đến cái gì ạ? Bạn nhớ đến âm nhạc? Thường là tại vì em không nhớ con số cho nên em mỗi khi em viết xong bản nhạc thì em hay viết cái ngày tháng của cái tác phẩm ấy, em viết luôn ở trên đó. Thế thì ngày tháng nào bạn còn nhớ không ạ? thì em nhớ ngày đầu tiên là cái năm đầu tiên, năm mới. Cái năm mới này là năm 2015, sắp tới là đón năm mới. Thì là cái con số mà gần nhất em nhớ, dạ, thưa anh. Vâng, và bài Thư Pháp thì nói chung là nó được sáng tác ở rất xa cái thời điểm năm 2015, đúng không ạ? Dạ. Bạn có thể đứng ra trước sân khấu, bạn cứ càng ngày càng lùi như vậy. Nguyễn Duy Hùng, tôi còn nhớ là một cậu tác giả rất là rụt rè, luôn luôn lên sân khấu, và tôi đặc biệt nhớ những phần phát biểu của bạn ý khi mà bạn ý nhận được những phần giải. Và như phần đầu tiên tôi vừa giới thiệu thì Nguyễn Duy Hùng là có thể nói là tác giả duy nhất trong chương trình này không chỉ tìm thấy thành công mà còn tìm thấy tình yêu. Đó là một tác giả cũng rất quen thuộc với chúng ta, bây giờ là vợ của Nguyễn Duy Hùng. Dạ, đúng anh. Đó là Sa Huỳnh ngồi dưới kia. Dạ. Cái này là thưa với quý vị khán giả là cái này là cơ duyên. Là chồng là vợ là có duyên, em cũng không biết, nhưng mà cái này là trời bắt như vậy thì mình phải như vậy thôi ạ. Dạ. Bây giờ tôi rất thích gợi lại ký ức của bạn. Dạ. Bạn có nhớ là khi bạn biết Sa Huỳnh lúc đấy là bạn tham gia bài gì và Sa Huỳnh tham gia bài gì không ạ? Em chỉ nhớ là lúc đấy là em cũng đi lấy giải thưởng, một giải thưởng hình như là bài phố cổ hay là thành thị gì đó. Vâng. Dạ. Chứ không phải là bạn gửi bài yêu và Sa Huỳnh gửi bài về ăn cơm. Dạ không ạ. Dạ. Thế hai bạn đến với nhau thì đầu tiên là về âm nhạc trước hay là nhìn thấy cô ấy
Hay là nhìn thấy anh ấy lên sân khấu là đã... À không, lúc đấy là em ngồi ở nhà em xem TV cùng với cả bố mẹ em thôi. Em nhìn thấy Sa Huỳnh mặc áo trắng lên nhận giải thì em nói đấy. Với cả nói với bố mẹ em luôn là đây vợ con đây ạ. Dạ. Vâng ạ, giỏi quá. Tôi nói thật là có hàng triệu triệu các bạn nam ngồi trước màn hình, chưa bạn nào dám nói như Duy Hùng. Ngồi nhìn TV mà nói là vợ con đây ạ. À, xin được chúc mừng Sa Huỳnh. À, bạn ngồi dưới kia rất tươi và hình như là có một cô bé con, có phải là con cái của Nguyễn Duy Hùng không? Dạ cảm ơn anh, đấy là bé Nguyễn Duy Đông Nhiên ạ. Dạ. Nguyễn Duy Đông Nhiên. Đông Nhiên? Dạ, mùa đông hồn nhiên đấy ạ. Dạ. Rồi ạ, mùa đông hồn nhiên. Rất vui. Cô bé cũng đang ngồi chưa biết là bố mình đang nói gì, còn mẹ mình tại sao lại cười. À, vâng, xin cảm ơn Nguyễn Duy Hùng, bạn đã đến với chương trình này và hôm nay bạn là nhân vật đặc biệt. Bây giờ cho phép tôi được mời quý vị cùng quay trở lại với một sáng tác rất là nổi tiếng và rất là yêu thích của Nguyễn Duy Hùng. Đó chính là bài hát Yêu. Cảm ơn anh, cảm ơn các quý vị ạ. Yêu em yêu tóc xanh vờn trong gió nhẹ đưa.
Xin cảm ơn ca sĩ Thùy Chi. Và chúng ta lại một lần nữa mời anh chàng rụt rè ra đây ạ, Nguyễn Du. Đây là giữa sân khấu nhé. Dạ, cảm ơn anh. Bà có thể nói cho chúng tôi biết, kể câu chuyện vui thôi, là từ khi mà về với Sa Huỳnh thì cuộc sống của các bạn như thế nào? Chủ yếu là xoay quanh âm nhạc. Khán giả thông cảm, tại vì là hôm nay được làm một cái mini show ở quê nhà thì không còn gì hạnh phúc hơn ạ. Dạ. Trả lời câu hỏi của anh Tuấn thì khi trong một cái gia đình âm nhạc thì Sa Huỳnh có viết nhạc. Cái đặc trưng của cô ấy là viết thì cô ấy hát liên tục. Hát liên tục từ ở nhà cũng hát, mà cái bài đó ngồi trên xe đằng sau cũng hát đi hát lại. Đấy là cái sở thích của cô ấy. Còn đâu Hùng thì viết thường là Hùng viết trong cái không gian tĩnh lặng. Hoặc là đang đi đường thì Hùng viết thì Hùng hay thu âm. Hùng hay thu âm lại và để sau đó sẽ phát triển thêm lên. Đấy là hai cái khác nhau, cho nên Hùng nghĩ là sẽ không bị ảnh hưởng nhiều của nhau. Dạ, luôn tạo điều kiện cho nhau. Dạ. Luôn tạo điều kiện cho nhau. Nhưng mà một người thì chỉ thích hát, còn một người thích im lặng ở trong nhà. Vậy có lúc nào các bạn gặp phải khó khăn về cái chuyện này không? cái tên này là em thích viết nhạc trong cái không gian tĩnh lặng hơn ạ. Dạ. Bây giờ như này, cho tôi hỏi này. Hùng có vẻ rất là run sợ khi nói đến chuyện ở nhà rồi là với Sa Huỳnh. Khi mà sáng tác và đặc biệt là khi lấy vợ xong thì bạn có bị ảnh hưởng một chút nào trong những sáng tác của mình theo cách sáng tác của vợ không? Cái đấy thì không bao giờ anh ạ. Tại vì là thường là em viết thì như kiểu là có một cái suy nghĩ trong em rồi. Em là một người con Bắc Bộ thì mẹ em là người con gái của làng Vòng rất là đẹp. Bố em thì lại yêu được một người con gái tuyệt vời như vậy. Và đẻ ra em thì đương nhiên là em có cái ý ảnh hưởng rụt rè như vậy. Dạ. Nhưng mà bạn không bị ảnh hưởng bởi những sáng tác của Sa Huỳnh đúng không ạ? Không ạ. Thôi dạ. Bây giờ này, thôi đừng nói chuyện câu chuyện gia đình nữa. Có vẻ rất khó khăn đúng không ạ? Cho tôi hỏi một chút. Gần đây thì tôi được biết tin là Nguyễn Duy Hùng đã bắt đầu có những khách hàng đặt bạn viết bài. Bạn có thể nói gì về điều này ạ? Hùng cũng không nhớ là Hùng là người may mắn đầu tiên được tham gia chương trình Bài Hát Việt từ năm 2005 đến bây giờ là đúng là 10 năm tham gia chương trình đầu tiên và cũng là tham gia chương trình cuối cùng. Bạn cứ nói tiếp đi ạ. Khán giả đang rất ủng hộ các bạn. Chính vì như vậy thì trong em cảm thấy có cái kỷ niệm rất nhiều. Và cũng không nhớ là có bao nhiêu các anh em nghệ sĩ đã cùng Duy Hùng sản xuất lên những bản nhạc. Dạ thưa anh. Vậy thì với những ca khúc mà bạn được đặt hàng ấy, thì bạn sẽ đặt yếu tố nào lên trên? Yếu tố cảm xúc của bạn hay là yếu tố về kinh tế? Cái này là em sẽ dung hòa. Đầu tiên là em sẽ nói chuyện với khách hàng là sẽ dung hòa giữa cái nghệ thuật và cái thị hiếu bây giờ. Nếu mà khách hàng mà cứ khư khư theo một cái cách riêng của họ ấy, thì chắc là em sẽ không nhận được cái hợp đồng đó. Dạ. Vâng. Và bây giờ thì tôi được biết một chàng trai Bắc Bộ đúng không ạ? Bây giờ đã vào thành phố Hồ Chí Minh theo vợ. Vào thành phố Hồ Chí Minh, thế thì điều gì ở miền Bắc làm bạn nhớ nhất? Cái này thì vô cùng em nhớ từng hụm nước, từng đường cây, từng những cái cây rồi những cái đường mình đi và lớn lên của những cái món ăn Việt thì đương nhiên là đi đâu cũng nhớ. Chính vì vậy thì em Tết vừa rồi thì là có một món quà rất là đặc biệt. Xin phép anh Tuấn cho em quảng cáo một chút ạ, được không ạ? Cái món quà này là... Dạ thưa với các quý vị thì Hùng thì viết nhạc cho các ca sĩ thôi, nhưng mà Tết này là nhớ nhà quá cho nên tự thưởng thức cho mình là tự sản xuất một bài hát và tặng các bạn yêu nhạc. Trong này là tựa đề là Miền Bắc ơi, thì Hùng sẽ phát hành trên mạng thôi. Tặng các quý vị thì ai mà thích hát bài này cùng Hùng thì có beat ở trong này sẵn ạ. Thì nhân dịp đây thì có cái tác phẩm này xin tặng anh Tuấn ạ. Dạ vâng, cảm ơn bạn. Cảm ơn. Trong này có beat thì tôi sẽ tập hát. Dạ có hát theo. Dạ thưa anh. Vâng, Duy Hùng vừa mới chia sẻ là bạn ấy rất nhớ rất nhiều
những dạ. cái góc phố hay dạ. là những con đường góc phố những Hà Nội. Con đường dạ. Hà Nội đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với ký ức của Nguyễn Duy Hùng với một bài hát mà đã rất quen thuộc với tất cả chúng ta, bài hát Phố Cổ. Và hy vọng là trong phần tiếp theo khi mà xuất hiện trở lại thì tôi với Duy Hùng sẽ được đứng ở giữa sân khấu. Xin cảm ơn dạ, bạn. Cảm ơn ạ. Yeah. Và đây là phố cổ Nguyễn Duy Hùng. Down down the tube. Hey yeah yeah yeah. Phố khuya màn mưa chưa lạnh lùng. Từng đến đường con phố. Tiếng giao nửa đêm nghe thật buồn. Bàn chân người lãng du. Tù đèn len keng vội vã chờ người đi xa đi xa không về. Phố quen màu rêu xanh còn lá những nỗi nhớ nào về em còn. Phố khuya tìm em chưa lạnh lùng tìm tôi vừa ấm áp giữa đông ngựa xe qua mặt người lại run từng phía mờ tình đâu đi qua vội vã người định đi xa không về. Phố quen màu rêu xanh còn lá đóng xóa bờ vai ước thề đó nữa. Yeah. Phố cổ người đưa thớt bóng người nóc nhà kề bên phố lên đèn ngõ nhỏ đường trơn ướt lôi về tiếng gà tàn cạnh vẫn trong lành. Phố cổ ngày mưa gió. Yeah. Phố cổ hàng dòng chợt tối đông ấy là chợ đêm người đứng trông thấp thỏm vì lo hàng ế không đắt đỏ lại mong được mấy công vất vả ngược xuôi. Yeah. Cho ngày mơ. Phố khuya tìm em chưa lạnh lùng để tôi vừa ấm áp giữa đông ngựa xe qua một người lại run từng phím mơ tình đâu đi qua lôi về tiếng gà tàn cánh vẫn trong lành. Phố cổ ngày mưa gió. Yeah. Phố cổ hàng dòng chợt tối đông ấy là chợ đêm người đứng trông thấp thỏm vì lo hàng ế không đắt đỏ lại mong được mấy đồng vất vả ngược xuôi. Yeah. Phố cổ người đưa thớt bóng người nóc nhà kề bên phố lên đèn ngõ nhỏ đường trơn ướt lôi về tiếng gà tàn cạnh vẫn trong lành. Phố cổ ngày mưa gió. Yeah. Phố cổ hàng dòng trên tối đông ấy là chợ đêm người đứng trông thấp thỏm vì lo hàng ế không đắt đỏ lại mong được mấy câu vất vả ngược xuôi cho ngày mới. Thank you.
có mẹ nữa. Cơn bão vừa qua cuốn đi con đường. Vũ đoàn MTE. Nguyễn Duy Hùng đâu nhỉ? Xin mời bạn. Lần này bạn đứng ở bên này đi. Đến giờ phút này thì chúng ta đã chuẩn bị kết thúc phần mini show của bạn rồi. Cảm xúc lúc này của bạn như thế nào trên sân khấu này? Hùng rất hạnh phúc. Tại vì là sao cứ tại vì là được làm một cái đêm nhạc ở tại quê nhà là một cái điều rất hạnh phúc. Hùng luôn luôn nhớ đến những người anh em từ đầu tiên làm nhạc, từ hồi mà chưa ai giới truyền thông chưa ai biết, đó là em Nguyễn Đức Cường, em Thành Vương, rồi em Thủy Chi, rồi Đinh Mạnh Ninh, rồi Nguyễn Hoàng Anh Minh, rồi rất nhiều nữa, rất nhiều những anh em mà cùng Hùng làm nên những tác phẩm mà lúc đấy thì anh em chỉ là ngồi chơi với nhau rồi tạo thành một nhóm chơi nhạc với nhau, nhưng mà không ngờ bây giờ thì tất cả các em rồi các bạn đều có những bước mà vượt bậc về âm nhạc. Hùng rất là vui mừng về điều đấy. Vâng, xin cảm ơn bạn. Tôi thấy bạn này rất hay là sau khi lấy vợ xong thì nhận luôn quê vợ lại quê nhà của mình. Thành phố Hồ Chí Minh bây giờ là quê của bạn. Anh ạ, thưa anh, vẫn là đất Việt anh ạ.
đất Việt. Dạ. Ý bạn là rộng hơn. Xin cảm ơn Nguyễn Duy Hùng. Bạn lại tiến xa tôi rồi. Xin lỗi anh. Đến với chương trình này thì là thế hệ, cứ cho là thế hệ các đàn anh đi trước đi. Bây giờ bạn có điều gì nói với những tác giả, những tác giả đang có những bài hát gửi đến bài hát Việt, những tác giả trẻ hơn bạn? Dạ thưa anh, thưa các bạn bè đồng nghiệp cũng như là các em, thì ai cũng nhìn thấy như anh Hào Quang khi mà Nguyễn Duy Hùng cầm chiếc cúp trên tay ạ. Nhưng mà không ai biết là Hùng, có nhiều khi Hùng thức đến 5 giờ sáng làm, mà nhiều khi mix bài mà không biết là nó là nốt gì nữa anh. Dạ thưa anh. Và nhiều khi mệt mà đi về làm việc còn vẫn còn làm thêm nữa, rất là cực nhọc. Nhưng mà Hùng nghĩ là càng về sau này thì các em sẽ có càng gọi là ăn uống đủ chất hơn thế hệ trước. Đó rồi thì mình sẽ có sức khỏe tốt hơn để làm việc tốt hơn. Và ngoài ra thì ai cũng theo em á, thì ai cũng nên trang bị cho mình một cái công nghệ, có thể là mình sẽ tự làm được hết mọi thứ, tự sáng tác, tự phối khí, tự thu âm, tự mix. Có thể là mình không hát trên trực tiếp trên sân khấu, nhưng mà tại vì mình sản xuất những cái file âm nhạc đầu tiên, mình phải hát được, mình phải làm được mọi thứ thì mới ca sĩ mới có thể tiếp cận bài hát được nhanh hơn. Cảm ơn các quý vị ạ. Yeah. Vâng, xin cảm ơn các bạn. Tôi hy vọng là các bạn đã có được những kinh nghiệm từ Nguyễn Duy Hùng. Tuy nhiên các bạn nên bỏ qua cái phần mix nhạc mà không biết nốt. Hãy nhớ như vậy. Bây giờ chỉ còn lại ít phút nữa trong chương trình. Nguyễn Duy Hùng muốn dành món quà đặc biệt nào gửi tặng tất cả khán giả? Kính thưa anh và các quý vị, cái bài cuối cùng là bài 12 giờ, là một cái kỷ niệm rất là đẹp của bố mẹ em. Em nhớ là ngày xưa hồi còn bé thì bố em đây làm tình yêu của một anh chàng công nhân thôi ạ. Bố em tự làm một cái xe đạp, tự làm một cái chiếc xe đạp rất là bình thường, nhưng mà nó rộng một chút ạ, để có thể chở được mẹ em, chở được em và các em. Nhưng mà hôm đấy là một hôm chủ nhật, thì thường là chủ nhật nào ấy thì gia đình em cũng về quê ngoại chơi. Thì hôm đấy tình cờ là mưa bão, nhưng mà bố em vẫn chở mọi người đi xuống đấy. Đi giữa đường thì bị ngã thưa anh. Thưa quý vị, thì khi ngã rồi thì lại đứng dậy. Và mặc dù lúc đấy thì em rất đau, nhưng mà cuối cùng là vẫn bố vẫn chở lên xe và tiếp đi xuống bằng ngoại chơi. Đấy là một cái kỷ niệm mà sâu sắc nhất để em viết lên bài 12 giờ. Kính thưa quý vị. Dạ. Vâng, và bây giờ chúng tôi sẽ nhường lại sân khấu cho 12 giờ. Chúng ta sẽ gặp lại Nguyễn Duy Hùng sau ít phút nữa. Mười hai giờ, em hẹn tôi mong mai tới. Mười hai giờ.
xuồng thắm trên làng ngồi sát hơn. Là tìm thấy tôi tình em hát xoay đường kiếm giờ. Là ngồi sát thêm kề vai nhé. Cảm ơn nhóm em. Chúng ta sẽ mời Nguyễn Duy Hùng quay trở lại với sân khấu. Isam, các bạn ở lại với sân khấu ạ. Chúng ta sẽ mời Nguyễn Đình Thanh Tâm, Thùy Chi, Đinh Mạnh Đinh, Nguyễn Hải Yến và Anna Thanh Tâm. Một lần nữa chúng ta hãy cùng vỗ tay thật lớn để cảm ơn phần mini show trong live show cuối cùng ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng cảm ơn Nguyễn Duy Hùng cùng các ca sĩ, các nghệ sĩ đã tham gia trong mini show lần này. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Một lần nữa chúng ta chúc Nguyễn Duy Hùng sẽ luôn luôn thành công với những sáng tác của mình. Xin cảm ơn các bạn. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã kết thúc mini show của Nguyễn Duy Hùng, những cuộc trò chuyện rất vui, rất thú vị. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần quan trọng nhất trong live show ngày hôm nay. Đó chính là phần trao các giải thưởng trong live show. Giải thưởng đầu tiên, giải thưởng do khán giả bình chọn. Chúng tôi sẽ mời ra sân khấu nhạc sĩ Lưu Thiên Hương đại diện công bố và trao phần giải này. Lưu Thiên Hương xin được công bố giải thưởng bài hát ấn tượng do khán giả bình chọn đã thuộc về ca khúc Như Giọt Sương Rơi của nhạc sĩ Phạm Hải Âu do ca sĩ Uyên Linh trình bày. Xin chúc mừng Phạm Hải Âu. Nhìn cánh tay anh buông, nhìn mắt anh không vương, mọi điều dần vô. Đây cũng đúng là bà mà nhà báo Hà Sơn đã lựa chọn. Xin cảm ơn Lưu Thiên Hương. Và bây giờ tôi sẽ nhường lời lại cho Phạm Hải Âu. Ca khúc Như Giọt Sương Rơi là một ca khúc rất là đặc biệt đối với Âu. Và ca khúc này đã đưa Âu rất là nhiều cảm xúc từ lúc vui khi mà được ca sĩ Uyên Linh nhận lời thể hiện. Và cô ấy cũng rất là thích ca khúc này. Vui vì anh Tâm Vinh đã nhận lời phối khí. Và cũng đem lại cho Âu cái cảm xúc lo lắng, buồn chồn, nôn nao khi mà biết ca khúc lọt vào chương trình live show bài hát Việt tháng 12. Và cuối cùng là một cái cảm xúc rất là vỡ òa và cảm xúc rất là hạnh phúc khi mà biết những khán giả thân yêu, những người yêu nhạc vẫn xem chương trình bài hát Việt và vẫn lắng nghe ca khúc của Âu và bình chọn cho Âu. Vâng, xin chúc mừng Phạm Hải Âu. Và qua đây chúng tôi cũng xin được chúc mừng khán giả may mắn nhận được phần thưởng của chương trình, đó là Cao Thụy Thanh Trúc ở An Giang, số điện thoại 0936972280. Với những bình chọn của bạn, bạn đã là trở thành khán giả may mắn trong chương trình này. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với các phần giải do hội đồng thẩm định bầu chọn. Phần giải đầu tiên, nhạc sĩ thể hiện hiệu quả, nhạc sĩ phối khí hiệu quả và ca sĩ thể hiện hiệu quả. Chúng tôi sẽ mời ra sân khấu nhạc sĩ Việt Anh là người công bố và trao phần giải này. Giải thưởng nhạc sĩ phối khí hiệu quả do hội đồng thẩm định bình chọn đã thuộc về nhạc sĩ Doãn Việt Hùng,
Cố ký bài hát Duyên do ca sĩ Tạ Quang Thắng trình bày. Doãn Việt Dũng. Xin chúc mừng Doãn Việt Dũng, người đã thể hiện một phong cách chơi guitar đầy kỹ thuật trên sân khấu này. Nếu đã yêu là tìm xe bồi hồi. Đây là lần đầu tiên Doãn Việt Dũng lên sân khấu nhận giải của bài hát Việt. Xin chúc mừng bạn. Đây là người đã đoạt giải Hòa âm phối khí hiệu quả. Còn nhà sĩ Việt Anh, bây giờ anh có thể công bố luôn phần giải ca sĩ thể hiện hiệu quả được không ạ? Giải thưởng ca sĩ thể hiện hiệu quả do hội đồng thẩm định bình chọn đã thuộc về ca sĩ Uyên Linh, trình bày bài hát Có đôi khi do nhạc sĩ Trần Nhật Hà sáng tác. Xin được chúc mừng Uyên Linh. Ta đang nghe lại giọng ca của Uyên Linh. Nhìn mắt anh không vương, mọi điều dần vô nghĩa. Cô đã nhận phần giải của đồng thẩm định bầu chọn cho ca sĩ thể hiện hiệu quả. Cảm ơn nhạc sĩ Việt Anh. Cảm ơn, xin chúc mừng ca sĩ Uyên Linh và nghệ sĩ guitar Doãn Việt Dũng. Thưa quý vị, còn bây giờ chúng ta sẽ đến với phần giải quan trọng nhất của tháng này và suất chắc chắn cuối cùng trong năm nay lọt vào chung kết của chương trình Bài Hát Việt 2014. Quý vị hãy nhớ là sáng ngày mai hội đồng thẩm định vẫn tiếp tục chọn ra những bài hát tiếp theo. Bây giờ sẽ là phần giải bài hát của tháng và chúng tôi xin trân trọng mời ra sân khấu người sẽ công bố phần giải này, nhạc sĩ Huy Tuấn. Hôm nay hội đồng thẩm định chúng tôi sau một hồi tranh cãi rất là lâu thì cùng nhau đi đến một quyết định rất là nhanh. Có vẻ là hơi táo bạo đúng không ạ? Rất là táo bạo. Và điều này cũng rất ít xảy ra ở trên sân khấu của bài hát Việt. Hôm nay chúng tôi sẽ cùng lúc trao giải bài hát của tháng cho hai bài hát. Bài hát đầu tiên là bài hát Có đôi khi của tác giả Trần Nhật Hà. Xin mời Trần Nhật Hà. Quá bất ngờ đúng không ạ? Không biết là có nên lên sân khấu không? Trên sân khấu là tác giả Trần Nhật Hà với bài hát Có đôi khi, phần thể hiện rất hay của ca sĩ Uyên Linh. Và bài hát còn lại là bài hát Như giọt sương rơi. Phạm Hải Âu. Mừng Phạm Hải Âu. Một lần nữa bạn lại thành công trong chương trình Bài Hát Việt. Đây là cú đúp của Phạm Hải Âu trong ngày hôm nay. Xin cảm ơn nhạc sĩ Huy Tuấn. Và hôm nay điều đặc biệt đã xảy ra. Như Hà Sơn đã nói, chúng ta có hai ca khúc đoạt giải báo của tháng. Và bây giờ có lẽ là tôi sẽ mời Trần Nhật Hà sẽ là người nói điều gì đó với tất cả khán giả cũng như người thân của mình. Hôm nay em cũng mặc áo trắng nhận giải này, không biết có anh nào coi tivi. Nhớ nhá, bạn nhớ nhá, bạn nhớ nhá. Nếu như sau này có thì bạn sẽ quay lại đây và tôi sẽ nhắc lại câu chuyện này. Dạ vâng. Thì em cũng rất là bất ngờ, thì cũng không biết nói làm sao. Đầu tiên là em xin cảm ơn nhạc sĩ Đức Trí, nhạc sĩ Hoàng An Minh và ca sĩ Uyên Linh đã giúp em thành hình cái bài hát này hoàn chỉnh trên sân khấu ngày hôm nay. Và với những cái người trẻ như em á, khi mà những cái bước chập chững đầu tiên đã đạt được những thành công thì đó có thể là một bước khởi đầu rất là thuận lợi, nhưng mà đó cũng có thể là con số 0 nếu như mà em không bước tiếp. Thì đây chắc chắn sẽ là cái giải thưởng này sẽ chắc chắn là cái động lực để giúp em cố gắng bước tiếp trên cái con đường tiếp theo của em. Thì em xin cảm ơn tất cả những người bạn của em và xin cảm ơn trường MPU, ngôi trường đã thay đổi cuộc đời của em, để cho xin cảm ơn bạn nhạc đến với cuộc sống của em ạ. Xin chúc mừng Trần Nhật Hà. Không phải mày đâu, bạn đã có thời gian suy nghĩ cho phần phát biểu của mình chưa? Em cũng xin cảm ơn tới hội đồng thẩm định đã một lần nữa rất là ưu ái và trao cho em cái giải thưởng này. Cảm ơn tới bố mẹ, gia đình, bạn bè đã đang ngồi xem, và cũng tới nhà hát quân đội để cổ vũ cho em. Cảm ơn tới các anh chị trong đài truyền hình, các anh chị truyền thông, các nhà báo phóng viên, và cũng đặc biệt gửi lời cảm ơn tới
nhà báo Hà Sơn. Cảm ơn chị. À, chị cũng nhờ chị dự đoán. Và lời cuối cùng thì em mong là đêm chung kết bài hát Việt 2014 sẽ là một cái đêm thật là thành công và đầy sắc màu. Và cũng xin chúc mọi người có những ngày năm mới thật là may mắn và nhiều sức khỏe. Vâng, xin cảm ơn Phạm Hải Âu. Và lúc này chúng ta sẽ cùng mời ra sân khấu nghệ sĩ guitar Doãn Việt Dũng và ca sĩ Uyên Linh, những người đã nhận giải trong chương trình live show cuối cùng của bài hát Việt 2014 ngày hôm nay. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ và để chúc mừng họ một lần nữa. Thưa quý vị, như vậy đêm live show cuối cùng của bài hát Việt 2014 đã khép lại tại đây. Đến giờ phút này đã có 7 ca khúc của tháng chắc chắn lọt vào đêm chung kết. Những ca khúc còn lại sẽ được hội đồng thẩm định bầu chọn trong sáng mai. Danh sách các bài hát tham gia đêm chung kết sẽ được chúng tôi công bố trên website của chương trình, cũng như trong các số bài hát Việt solo tuần tới. Các bạn hãy chú ý đón xem những chương trình bài hát Việt gala với sinh viên cùng các ca khúc tham gia đêm chung kết do các bạn sinh viên ở 3 trường thành phố Hồ Chí Minh thể hiện. Hướng tới đêm chung kết và lễ trao giải chính thức sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6 vào 2 ngày 22 và 23 tháng 1 năm 2015. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị đã chú ý theo dõi chương trình này. Xin cảm ơn các tác giả, các nhạc sĩ, cảm ơn các nghệ sĩ, cảm ơn các ca sĩ đã thể hiện. Và đặc biệt cảm ơn quý vị khán giả. Đã năm mới đã sắp tới và chúng tôi cũng xin được dành lời chúc mừng đến tất cả quý vị nhân dịp năm mới 2015. Xin chào và hẹn gặp lại. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ xin phép trân trọng kính mời ông Ngô Nguyên Kha, đại diện cho thương hiệu Mobistar, sẽ cùng ra sân khấu để trao phần quà cho những người đã nhận giải chương trình ngày hôm nay. Phần giải cho các bạn là một điện thoại smartphone kim cương đen Prime 508 của Mobistar. Xin cảm ơn ông Ngô Nguyên Kha. Một lần nữa xin được chúc mừng các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.